gì? Mẹ Duyên mới mua gì cho Jessie vậy? Mua cái máy tính. Mua máy tính rồi sao nữa? Mua máy tính rồi sao nữa? Em phơ chỉ cho Jessie xài. Ở sao kêu phơ chỉ vậy? Tại vì em phơ giải toán hơn. Thôi, ăn xong chưa? Lên chuẩn bị đi thi nè. Không hồi chứ không có sử dụng cái máy tính đây là hỏi anh không chỉ đâu nha. Ha ha, cứ thay không có nên rồi chỉ đi. Cái mua mới vậy là mấy con. Không chị ha. Tụi mày. Ăn kìa, để lên. Dữ vậy? Đúng rồi, hồi xưa ba mua máy xanh, nó nè cho máy rồi. Còn bữa nó lên cái đèn. Tôi không biết xài, tôi chỉ cho. Không. Vậy thôi, chứ không có nào quên trên bắt. Bơ cướp được. Không, cái năng kia bảo không sử dụng lắm. Còn kìa. Thôi, bật khác đi. Thôi, câu chuyện này chán quá, cúp máy nha.